Hey, và hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình là Spin Gamer và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lượn lờ qua các mái nhà. Ok, bây giờ mình từ từ bình tĩnh. Nên anh lùi bước. Sao vậy được nhỉ? YOLO. Ok. Bây giờ mình đang đi đến một cái điểm đỏ khác ở dưới này. Đâu nhỉ? Ở đâu ở dưới này? À đâu trên này? Ok. Ở đâu đâu đâu? Đây 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 đây. Tê 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 tê. Ok. Ui sồi lộn. Làm màu quá. Ui. Nhảy lên. Ok được rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Điểm gì đây? Mình không rõ đây là điểm gì. Thôi mình không cần chạy đua đâu. Mình cần đến cái điểm dưới kia. Ê, lộn cái. Hình như gần đến nơi rồi. Ôi. Từ từ. Mình phải lấy đà, lấy đà. Sao lên bây giờ? Không lên được kìa. What the fuck? Có đường khác nào lên không nhỉ? Từ từ, lấy đà lại. Ôi. Vẫn bị tuột. Nhảy lên, nhảy lên. Shit, thôi đi ra, đi ra, đi ra. Mình cần kiếm đường khác để đi lên. Đường này được không? Không leo lên được. Ok, leo, leo được rồi. Ồ, phải lấy đà. Đây, cửa bên này. Đâu nữa ta? Ở bên phải chạy về nhà. Nhặt cái gì đây? Ok. Mình nhặt được một cái đồ gì đó rồi, bây giờ mình phải làm gì nữa đây? Có cái gì đây đây? Có gì đó ngoài này. Bây phải mở cửa ra. Ok, mở cửa ra đi vào bên trong nào. Đã đến lúc phải cho mày biết ai là sếp. Ôm mấy ông này chơi cờ vây à? Mình không biết chơi cờ vây. Ê, mấy người làm gì đây? You had a run for me. I knew. On. On. Elysium Labs. High profile data grab. Very good script. An Elysium data grab? You think she's ready? How about you get off my case? You're going with her. I can take care of myself just fine, Noah. Like last time? Hình như là ông này muốn thằng kia đi cùng mình à? They are very protective about this data. So there's no margin for error, you understand? And so what do I get for babysitting, hmm? Give her the script. Or I give it to Aisha and Caleb. Your call. All right. I'll see you there, Faith. Okay. Oh, and don't get lost. Thế nhìn cấu hình như thật luôn ấy. Go. Đẹp vãi. I don't want him to beat you there. À, bây giờ mình phải đi đâu nhỉ? Gì ấy, nhiệm vụ gì kia? Đến Elysium à? Đây đây đây, có lối chỉ dẫn đây rồi.
trơn quá, ôi trơn quá. Ok, nhảy lên đây. Ơ, có cái gì thế này này? Hả? Tôi không chạy đua đâu, mệt lắm. Đây, mình sẽ chạy đến cái điểm đỏ ở tít đằng kia. Không biết còn nó có xa không nhỉ? Ôi, cũng không đến nỗi xa, mà cũng chả đến nỗi gần. Ok. YOLO. Hey. Hey. Sồi lấy đà. Ok, gần đến nơi rồi. Đây rồi, ngay đây rồi. Cái gì đấy? Ai gọi đấy? À đây đây đây, nó ở trên này. Back in the game. So it seems this is your lucky night. Why? I found an open window for you. Easy way inside. That doesn't sound right. Is there security really that lax? Who knows? Want to abort? I'd be more comfortable going in myself anyway. What is that supposed to mean? That you have a rep is all. But go ahead. Prove it wrong. Make us some script. Okay. Có cái điểm gì ở dưới kia nữa kìa. Ok, nhảy. Ôi, lấy đà. Cái gì đây? Ôi, rồi, bây giờ. À, tự nhiên leo qua. Lấy đà nhảy qua chứ. Ôi. Leo qua được không? Ôi, bên mình phải nhảy. Hây. Rồi. Ôi, mà tiếp đất khó quá. Cho tiếp đất ngay ven ven ngoài kia thì làm sao mà giữ được thăng bằng. Ok. Đạch. Fucking shit. Lại nào. Ok, hóa ra là mình không được nhảy. Ok, bên mình sẽ leo vào trong nhà. Leo bên trong. Trèo lên à? Mở cửa sổ ra, chui vào. Ok, được rồi. Amin. Tôi đang bên trong rồi ông ơi. À đây, có bên này. Ôi, phải đạp tường đi qua. Ok, nhảy qua. Easy. Hey. Lộn một vòng. Gì đây? Nhảy qua cái hành lang này. Ok. À đây có lối lên đây rồi. Mình cứ tưởng phải nhảy từ bên ngoài vào. À đây. Hey. Rồi ok. Bây giờ đi vòng lên à? Có lối khác nào không? Lối này không vào được. Có lối nào khác không? Mở cửa ra. Úi dồi, mình phải đi vòng trong này. Nhưng mà có lối khác nào lên không? À đây. Đây, thấy rồi. Mà khó quá nhỉ. Úi trời. Rồi. Đây, mở cửa này ra. Ô, không mở được. Ok. Bên mình phải lấy đà nhảy lên đây. Nhảy lên. Ôi. Má lại rơi rồi. Fuck.
Fuck, không sao không sao. Khó phết nhờ. À, mình phải lộn ra bên này. Thì ra như thế, bây giờ mình sẽ trèo lên. Nhảy lên, nhảy lên. Ơ, không nhảy lên được à? À đây được rồi, được rồi. Úi dồi ôi, úi dưới kia. Bây giờ mình phải ngã, mình mà ngã xuống bây giờ chắc lại héo luôn. Ok. Xuống nào. Xuống. Let me down. Rồi. Đây. Đây rồi, có cánh cửa đây. Bây giờ mình sẽ mở cái cửa này ra. Và nhảy qua bên kia. Ơi. Leo lên. Rồi, lại nhảy qua bên này. Giờ bám vào cái thanh này. Giờ làm gì nhỉ? À, cái thanh này nó sẽ kéo mình lên. Hóa ra là cái thanh ở trong thang máy. Ok, fine. Úi dồi ôi. Mình thử thả tay phát xem không biết như nào nhỉ? Cao vãi. Đến nơi chưa? Tôi chóng mắt rồi đấy. Đây rồi, đây rồi. Rồi. Đây mình đã chui vào được một cái ống kiểu ống gì vậy? Có người đang nói chuyện trong này. Ok, đạp cửa mở ra. Hi. Hi. Rồi. Có cái gì đây? Một cái cuộn băng à? Thôi tôi không muốn nghe đâu. Có cái gì đây? Không có gì, thôi. Bây mình sẽ nhảy lên đây. Ok, được rồi. Ui, lại phải đạp tường à? Ok, xong. Một cái gì đây? Tài liệu à? Document. Một cuộn tài liệu. Bây lại chạy sang bên này. Ôi, tự nhiên leo lên làm gì không biết này. Đây rồi. Mình đến nơi rồi, sắp đến nơi. Ôi. What the fuck. À, mình phải lại trèo lên đây, có cái cửa trên này. Ok. Lại phải chui vào ống thông gió à. Mở ra chui vào. Oh shit. Sang bên này. Nhảy xuống. Lại chui. Đây rồi. Mở ống thông gió ra. Bây giờ mình đang ở trong một cái kiểu một cái gì? Nó tòa to quá. Nhảy vào đây được không? Vào trong này để hồi máu à? Để xem lối lên là lối nào đây? Có lối lên không? Lối lên ở trên này cơ mà. Giờ không có chỉ dẫn rồi. Chết cha. Từ từ mình phải tìm cách để đi lên. Đây rồi, nhảy lên trên trần này. Leo lên đây được không? Không được. Ngã dập mặt. Shit. Nhảy lại. Yeah. Fuck. Đây thì mình thử nhảy lên đây xem được không. Ôi cao quá. Fuck. Damn it. Lại nào. Ok, nhảy sang bên này. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mình trèo lên trên này. Đó. Nhảy qua. Ok, được rồi.
Đây lại có cái cầu thang đi lên này. Lại phải nhảy lên trên này à? Ok, qua rồi. Bây giờ thì đi xuống à. Ôi, có thế thôi mà cũng dập mặt. Ok, cái gì đây? Bây giờ mình sẽ nhét cái mình sẽ để cái vật dụng gì đó ở đây. Oh shit. Có ai đó đang ở đây. Ok. Có ai đó đang ở đây và theo dõi mình. Bây giờ mình sẽ thoát khỏi đây. Đây là cái lối lên rồi. Ok. Ui, xa thế mà cũng nhảy được. Ok, giờ leo lên. Nhảy lên ống thông gió. Đây, mình sẽ chui trong này. Rồi. Mình đang ở trong một cái phòng kiểu phòng phẫu thuật gì đó. Phòng khoa học. Đạp cửa ra. Mở cửa cho tôi ra. Ô, mình lại vào một cái căn phòng khác. Một cái hành lang khác. Có ai đây không? Ui, có người đang nằm đây này. What the shit? Thanh niên này chắc là đang hack cái gì đó trong máy chủ ở đây. Bởi vì mình rón rén hạ gục tên này. Đúng không? Hey, hello. Ủa mày thế trốn kịp. Director Mira, activate the alarm. Deal with him. This is Director Mira. We have a code blue. Dr. Hill is dead. What? Ô, mày thế mình trốn trong khe này. May mà không ai thấy. Úi giời, héo luôn. Quick! I need a line. What was that in his hand? Con giật kìa. Tự chết luôn kìa. What a waste. What's that thing? Nhặt. Oh shit. Té. Mình nhặt được một cái gì đó rồi. Ok. Chạy. What the f- Không biết là đồng minh hay là gì đây. Biết đây là đồng minh hay là quân địch. À, quân địch. Ừ. Ý à. Ý. Nhã nhã. He he. Ô, chạy. Đừng có bắn em. Bắn cái gì mà bắn. Ây à. Bắn tao mày. Chết nha. Chết. Ok, leo lên đây. Oh shit. Bên này mà. Đấm nhau không? Lại thêm một thằng ở đây. Chết. Woo. Đây rồi. Hello. Ngã lộn cổ rồi. Thôi kệ nó. Chạy thôi. Ui, YOLO. Chạy thôi. Woo. Thoát rồi. Yeah. He, thoát rồi. Ồ, may quá. Ok. May quá nhảy xuống được cái gì. Rồi, nhảy qua.
Ok, thoát rồi. Hình như là có trực thăng đang theo dõi mình thì phải. Đúng rồi. Chạy càng nhanh càng tốt. Oh shit. Từ từ lại. Lấy đà lại. Nhảy lên. Ok, được rồi. Ok, cái trực thăng đấy mình không nghe thấy tiếng trực thăng đấy nữa đâu. Không nghe thấy đâu nữa rồi. Chắc là bị cắt đuôi rồi. He he, an toàn rồi. Mình nhận được 750 kinh nghiệm. Lại trèo lên đây. Bây giờ mình sẽ trở về căn phòng này. Ok. I'm back. It's good to see you too. If you keep this up, I swear you'll be dead in a month. All's well that ends well. I got this. Đã nhặt được rồi nè. This isn't from here. Right, it was the guy who had it. He died for it. Này chắc là cái gì đó bí ẩn. Ông này cần. Anything having to do with ông ấy sai mình đi lấy trộm đó. À đâu, cũng không hẳn lấy trộm mà cái thằng kia nó bị bắt thế là rơi đồ ra thế mình nhặt thôi. Too dark to see much at all. Look, I thought that this would be a good thing. You didn't think, Faith. You never do. Mà tôi nhặt đồ cho ông rồi, ông còn trách tôi. Figure out what to do with this. In the meantime, to tiếng vãi. Get yourself killed, okay? I already lost you once. Fear not, I'm back. Kruger 6 gone. Shit. Thank you. Would be nice. I'm gonna get some sleep. Tôi đi ngủ đây. That if we don't stop them now, the corporations will rule our lives. Ủa, cái gì đây? Mình đang mơ à? What? Hình như mình đang mơ là hồi mình còn bé. Đúng không? Not now, honey. Cái gì vậy? Đúng rồi, mình đang mơ mình còn bé. Đây, mình đây này. Thế hồi mình chưa học parkour. Let us go, Kruger. You should have cooperated, Dr. Connors. I didn't want this. Oh. Mommy. Mẹ bị bắt. What the fuck? My little squirrel is your future. Nhà mưa. Hết hồn. Fuck. Faith, I got just the thing for you. Ok. Và tập này của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên để lại một like, một đăng ký và một chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn nhé. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn coi video của mình thì cũng đừng tiếc một like và một comment động viên ủng hộ cho kênh của mình nhé. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Bye bye.